平平凡如何像个人，要跟做共识太过笨，我无聊何来大趣闻，靠安稳偷生。人如何才能做伟人，要思想正直更要运，如何能强硬的布阵，明星一般听到众生。大概办案是我擅长，已过杀戮情场，让我无尽事实现场，有意志狂张，罪犯就是罪犯，那可看望我双眼，做足梦坏事在叫人面眼，面前是我哪会有运行，罪犯尚未做犯，就发现行为古怪，用一餐烛光晚餐，只求可抱上你一吻。Tập 9. Bà mập có chân. Nó có sao không? Bà đâu mà? Tôi xin lỗi. Cô đừng có bắt cháu tôi nghe, có được không vậy? Cây súng đó, cây súng là tôi ăn cắp đó. Mấy người kia cũng là do tôi lấy súng hơi bắn họ thôi. Cô bắt tôi đi mà đâu mà. Ông nội à, sao ông phải làm vậy chứ? Rõ ràng là con làm mà, sao ông phải chịu tội thay cho con? Con còn nhỏ, còn có tiền đồ phía trước mà. Nội cũng lớn tuổi rồi, dù có ngồi thêm mấy năm tù á cũng có làm sao đâu. Con xin lỗi nội. Khả Nghi, Thiên Lương chị, đưa bác Thông về đi. Yes, madam. Anh chị, có sao không vậy? Nè nè, anh chị. Anh chị. Anh chị. Anh chị. Là lối ôm xong. Không phải tôi đã bị trúng đạn rồi sao? Bắn rồi đó. Không lẽ mạng của tôi còn cứng hơn viên đạn nữa hả? Đây là súng hơi thôi, có hình dáng giống như súng thật, giống y chang súng của cảnh sát vậy. Anh chị bị súng bắn, người tôi bấn loạn cả lên, còn biết phân biệt súng thật hay súng giả gì nữa. Anh chị à, cảm ơn anh giúp tôi đỡ viên đạn nha. Nè, cô làm ơn đi, anh đỡ giúp tôi mà. Giúp tôi đó, hồi nãy tôi đứng ở bên phải mà. Hai anh người giúp đừng có ồn nữa. Wow, tôi bị đập trúng đầu rồi, giờ thấy đau quá. Hả, coi coi. Nè, 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 mong còn xe cứu thương. Yes, madam. Nè, còn tôi thì sao? Hậu cung đã chỉnh lý xong rồi, giờ có thể tổng kết vụ án. Súng hơi gây thương tích cho người khác cùng với vụ án mà Đam Phương bị mất súng có thể quy về là một vụ đó. Nghi phạm là hai ông cháu, lão Thông và lão Bang. Lão Bang là dân nghiện súng hơi, chơi game chưa tới xuất thần nhập quá, game không còn khiến cậu ta thỏa mãn, nên cậu ấy ra phố kiếm người làm bia. Cậu ta cũng đã thừa nhận 7 vụ án dùng súng hơi bắn bị thương người ta. Và lão Thông cũng biết cháu của ông chơi tới nỗi tẩu quả nhập ma, nên ông ấy từng khuyên cậu ấy đi tự thú. Ông nội, con thích chơi súng cũng được, nhưng mà con không được lấy súng bắn người bừa bãi như vậy. Nội phiền quá à, đừng có đi theo con nữa mà. Nè, nhóc con lén lén lút lút làm gì ở đó? Đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có chạy. Nhóc con, tôi kêu cậu đứng lại đó. Để giúp cho đứa cháu, lão Thông đã bất chấp tất cả. Cũng may tới cuối cùng lão Bang cũng chịu tỉnh lại. Cậu ấy biết nội của cô ấy rất thương mình vì cô ấy làm rất nhiều chuyện. Vụ này cũng coi như hoàn thành tốt đẹp. Yes. Sai, tụi mình còn một chuyện chưa giải quyết đó. Tụi mình vẫn chưa tìm ra cây súng của Madame Phương mà. Phải ha. Hôm đó chị kêu mấy đứa tới nhà Madame Phương lục xét, nhưng mà cũng không tìm được cây súng. Mấy đứa đang đánh đòn lắm. Xin lỗi Madame. Xin lỗi Madame. Xin lỗi Madame. Quan trọng là tìm thấy cây súng rồi. Quan trọng là anh chị không sao hết. Mừng là kết thúc tốt đẹp. Nè nè, đợi với, đợi với. Nè. Có lộn không vậy? Cái gì cũng dành với tôi hết. Ngang ngược vừa thôi. Cô là Thái Hồ hay là Dương Trừng Hồ hả? Trời ơi. Nè, cô kêu tôi cua lớn hả? Không giấu cô làm gì. Tôi và anh chị
đã quen biết nhau mười mấy năm rồi đó. Cô đừng hòng chen vào giữa nha. Nè, chuyện tình cảm làm gì có ai trước ai sau. Quan trọng nhất là anh chị thích thôi. Sếp hả? Nếu là anh sẽ chọn loại nào? Không được quá mỏng. Nhỏ con trắng trẻo, mông phải đầy đặn, ngực khi sờ vào phải có độ đàn hồi. Vậy anh coi cái của tôi anh có dự ý không? Cũng được lắm. Hai người làm gì đó hả? Hả? Ủa, tới rồi hả? Đâu, coi được tới cỡ nào. Ốm như khúc củi vậy. Người hả? Dẹp lép da khô cằn. Cái mông đó không đầy đặn gì hết. Hai chị hiểu lầm rồi. Sếp đâu có nói em. Sếp dạy em cách mua gà thôi. Gà? Phải đó, em đang hỏi cái này nè. Khẩu vị của chồng em và sếp hơi giống nhau, cho nên mới hỏi coi sếp thấy sao. Cơm gà hải nam. Bình thường tôi hay nấu ăn mà, nên nghiên cứu với cô y tá vậy thôi. Em ra ngoài trước nha, không phiền mọi người. Anh chị à, anh thích ăn gà hả? Em ăn bào ngư hầm gà. Anh coi nè, vừa thơm vừa ngon. Không nha. Có ngon đâu, nóng lắm. Anh chị nè, giờ anh không được khỏe. Ở bệnh viện anh nên ăn chút cháo. Tôi mang cháo bào ngư nè ha. Mấy món mua ở ngoài làm sao mà ăn được. Cái này mới bổ nè. Ai nói ăn không được hả? Nè, có bệnh thì ăn thanh đạm một chút. Cô toàn dầu mỡ anh không kìa. Anh chị đúng là tội nghiệp. Nhưng mà đỡ hơn mình nhiều. Nè, ăn của tôi mới đúng. Người ta lẻ lôi. Ăn của tôi trước mà. Mệt quá, là ăn đối của ông sòm. Tôi trước. Ôi. Của tôi trước. Tôi trước. Của tôi mà. Trước. Anh đi đâu vậy? Thì đi thăm anh chị. Nè. Anh có lộn không vậy? Em cũng bị thương nè. Sao không hỏi thăm em câu nào hết vậy? Có đâu, khí sắc của em rất khá. Nhìn cái là biết các nhân thiên tướng. Thiệt hả? Thật ra bác sĩ cũng kêu em xuất viện rồi. Sao con không mau thu dọn đồ đạc về nhà đi? Về nhà? Anh kêu em về nhà hả? Đừng có làm lẫy như con nít nữa. Hai người đàn ông mấy anh đứng đó, ông mẹo nhìn nổi da gà luôn đây nè. Hai người đi thăm anh chị đi. Em về phòng thu dọn đồ. Dọn đồ. Chị hai. Chà, sao mua nhiều đồ quá vậy? Chị thấy chiếc váy này có hợp với em không? Chị thấy chiếc váy này long trọng quá à. Em làm cái gì đó? Em đi hẹn hò. Mau nói chị biết anh ta bao nhiêu tuổi, làm nghề gì vậy? No. Em vừa nhận được một công việc cực kỳ đã luôn. Sophia đó. Thiệt hả? Thiệt mà. Sophia chịu cho em tới phỏng vấn hôn lễ của giới quý tộc. Khách sạn 5 sao lận, chắc là có nhiều người nổi tiếng lắm. Cho nên em phải mặc đẹp một chút, nổi một chút để không thua thiệt. Được, để chị giúp em coi. Hay quá. Em còn mua cái gì nữa đây? Đây nè, bộ này thì sao? Chà, cái này không được đâu, em mặc vào nhìn mập lắm. Hả? Mua sai. Ủa, rồi chán. Sao có cà vạt ở đây vậy? Hi, mua cho sít đao đó. Nhìn cũng nổi sành điệu nữa, em nghĩ cho anh thích lắm ha. Ha, nhắc tới ảnh em vui quá ha. Không phải là quá, mà là cực kỳ vui luôn. Sít đao nói hả? Kêu em phải tự tin lên. Phải biết nắm bắt những gì mà mình thích. Điều đầu tiên á chính là nắm bắt công việc lần này. Điều thứ hai chính là bắt một người đàn ông về đây. Vậy anh còn nói gì với em nữa? Ảnh nói lại trước kia em quá nghe lời rồi. Ảnh cứ như đang đánh thức con người của em vậy đó. Và giải phóng linh hồn giúp em. Ảnh còn dạy em phải biết dùng một góc nhìn mới, tạo cái mới, rồi nhìn lại chính mình. Em cảm thấy chưa có người đàn ông nào thấu hiểu em tới vậy hết. Nhiều khi đứng trước mặt ảnh, em cứ cảm thấy như mình đang khỏa thân vậy đó, rất ngại. Nè Mê Mê à, em nói thật chị biết đi, em có bị thiệt thòi gì cho anh ta hay không? Chị nói gì vậy hả? Sao buổi gặp mặt lần trước xong đâu có gặp lại nữa? Vậy còn đỡ. Thật ra tụi em có hẹn nhau, nhưng mà do hẹn tới hẹn lui không có thời giờ thích hợp. Chị hai à, thật ra hầu như mỗi tối tụi em cũng đều gọi một cú điện thoại cho nhau hết. Em cảm thấy ảnh truyền cho em rất nhiều năng lượng. Em cảm thấy vui lắm. Nè, có ai giúp tôi mua cơm không? Wow, ở cái này nhờ. Đảo quá. Nè, tôi trở tay đó. Hai anh làm gì đó? Sếp xích đao và anh chị đang chơi trò gãi lưng cho nhau. Đâu chỉ là gãi lưng. Xoa bóp nữa đó. Nằm xuống đi. Không phải chứ.
Về nhà hả? Cho anh qua gia, lên xe đi. Đi xa như vậy thăm người hả? Thì đi xa một chút cô mới có thời gian thẩm tra tôi chứ. Cũng không cần dùng từ thẩm tra nghiêm trọng vậy đâu, thoải mái một chút đi. Thoải mái một chút đi? Nghe giọng của cô cứ như là muốn cưa tôi vậy. Làm gì có chuyện đó, tôi không dành đồ chơi với em gái của mình đâu. Gì nữa, em gái cô vụ gì nữa đây? Nói thật nha, tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, có từng nghĩ tới kết hôn chưa vậy? Duyên phận chưa tới. Anh thà sống chung với đàn ông cũng không muốn cưới vợ hay sao? Tóm lại tôi đang rất hài lòng cuộc sống hiện giờ của mình. Thì vậy, nhưng ba người đàn ông cũng khô khan lắm mà. Với lại ở chung với đàn ông riết, có khi nào hết muốn quen bạn gái nữa hay không ta? Bộ bây giờ cô muốn làm mai cho tôi hả? Khi một ai đó thiếu đi mật ngọt của tình yêu trong một thời gian dài sẽ tích tụ rất nhiều áp lực. Đến khi không thể nào giải tỏa áp lực sẽ gây ra tâm lý không có ổn định đó. Cô đang nói gì đó? Duyên phận đó, cũng giống như con diều vậy, bay hoài không cố định. Anh phải biết nắm bắt cơ hội, nắm cho chắc. Chị giỏi giả bộ. Vậy anh cũng làm người mấy chục năm rồi, chắc cũng phải có một hoặc hai người anh từng yêu thương tới giờ vẫn chưa quên được chứ. Có một người. Tiếc là con diều này đã bị đứt dây, không biết bay dạt đi đâu rồi. Sao anh không dùng thần toán gì đó của anh để tìm người ta vậy? Cái gì cũng đã thử qua, sao cũng không tìm thấy. Để tôi giúp anh cho, người đó tên gì vậy? Tên là bé Dũng. Bộ tính hù chết tôi hả? Không ngờ anh nhớ về người đàn ông hả? Quan hệ của tôi và bé Dũng không phải như tưởng tượng của cô đâu, biết chưa? Ông ấy chính là người mà anh nhớ tới sao? Ba của em ấy. Tôi gọi chú ấy là chú Hoài Phong. Hôm nay là sinh nhật của chú ấy, mỗi năm vào ngày này tôi đều tới thăm. Chú ấy là người ảnh hưởng tôi sâu sắc nhất. Năm xưa chú ấy làm trong tổ trọng án, trong lúc thực thi hành động đã qua đời. Tôi và bé Dũng chơi thân từ nhỏ. Tôi lớn hơn em ấy mấy tuổi, thân như anh em ở trong nhà vậy. Chú Hoài Phong cũng rất thương tôi. Nhiều khi tôi thấy chú ấy còn thương tôi hơn cả bé Dũng nữa. Thậm chí vì tôi mà bỏ mạng. Chú ấy hy sinh vì anh hả? Cũng vì chú ấy, tôi quyết định làm cảnh sát. Vậy bây giờ bé Dũng ở đâu? Sau khi chú Hoài Phong chết đi, má của bé Dũng một mình chăm sóc cô ấy. Do quá vất vả dễ chịu không nổi nên đã gửi bé Dũng cho bà con chăm sóc. Không lâu sau má của cậu ấy cũng qua đời. Sau đó tôi và bé Dũng cũng mất liên lạc với nhau. Chú Hoài Phong à, con nợ chú một ân tình. Con nhất định sẽ đưa bé Dũng về thăm chú. Nè, pudding xoài, thêm sữa, thêm bơ, còn thêm 3 viên kem nữa. Vừa béo vừa nhiều đường, calo cũng cao. Cô tính mập chết tôi hay sao vậy? Gì chứ, mê mê thích ăn lắm đó. Bây giờ tôi đang cho anh nếm thử khẩu vị của em ấy. Anh nhìn anh kìa, ấm nhom, ấm nhách à. Sao bảo vệ em gái tôi được đi? Có phụ huynh dữ dằn như cô bảo vệ cổ, ai dám tới gần cổ nữa chứ. Nhưng tôi làm chị hai á, đâu thể nào đi theo nó suốt đời chứ. Tôi có thể tìm một người có tình có nghĩa, có thể bảo vệ cho em ấy mà. Chắc người đó không phải tôi đâu ha. Chúc mừng anh, qua được ải của tôi rồi. Làm ơn cho tôi một cái bánh pudding xoài, thêm sữa, thêm bơ, còn thêm 3 viên kem nữa. Em gái cô hả? Đừng có la, theo tôi qua đi. Nhanh lên. Làm gì vậy? Vào trọng đi. Đây là toilet mà. Trời ơi, mau vào đi. Không phải cô tính tác hợp tôi với Mây Mây hay sao? Kéo tôi trốn vào đây làm gì? Mây Mây còn chưa biết anh là cấp dưới của tôi mà. Bây giờ anh bị cho ra cuộc, đừng hòng mơ tưởng nữa. Bây giờ tôi cũng muốn ra dữ lắm á. Sao vậy? Giờ muốn ra cũng không ra được, bị khóa rồi kìa. Sao bị khóa vậy? Sao không mở ra được vậy? Sao tôi biết? Nè, anh là đàn ông mà, dùng sức đi, mau đá cửa đi. Cô xin tôi đó hả? Hiếm hoa cô xin tôi được một lần. Nè, mau mở cửa đi, cứu tôi với. Nè, đừng có la nữa mà.
xích đao. Mê mê, không như em nghĩ đâu. Tụi chị thật sự không có gì. Qua cầu rút ván hả? Thì ra hai người. Mê mê à? Trời ơi. Mê mê, mê mê à? Stop. Không phải là chị muốn nạt em đâu. Ai biểu em càng kêu càng chạy chứ. Còn gì để nói nữa chứ. Lúc nãy em thấy hết rồi mà. Em đừng có hiểu lầm mà. Chị với lại xích đao không có gì thật đâu. Chị biết là em có cảm tình với ảnh, nên chị tính điều tra anh ta cho kỹ thôi. Nè, nếu như ảnh là người tốt, chị sẽ không cản trở hai đứa quen nhau đâu. Vậy ảnh ok hay không ok? Lẽ ra ok lắm, nhưng bây giờ thì không ok nữa. Tại sao? Tôi ngày giả lạnh lùng, nói chuyện câu có câu không, làm như cao thâm lắm vậy đó. Còn nữa nha, da của ảnh trắng như sữa em bé vậy á, còn trắng hơn bắp chân của chị nữa nè. Bộ trắng cũng có tội nữa hả? Phải đó, tôi ghét anh như vậy đó. Mê mê à, tại sao em lại khóc vậy? Em nhịn hết nổi rồi, cười tới chảy nước mắt luôn. Em tính giả bộ giận hùng chị một chút thôi, mà ai ngờ chị làm em bắt cười quá. Từ sớm em đã biết sếp xích đao là cấp dưới của chị. Sao trùng hợp vậy? Kiếm sếp của cô lấy tin đó. Anh cũng chung nghề hả? Thì tôi là cảnh sát mà. Anh là cảnh sát, chị của tôi cũng là cảnh sát. Tụi anh là đồng nghiệp hả? Chị của cô chính là sếp của tôi. Hả? Nhóc con này thiệt tình à, dám chơi chị hả? Còn hùa với người ta chọc chị nữa chứ. Anh giống vậy em đâu có tính chọc chị đâu. Lúc nãy thấy hai người trong nhà vệ sinh, em cũng hết hồn bộ. Ai ngờ sếp xích đao đá lòng nheo với em thấy cũng thú vị lắm, cho nên muốn thử phản ứng của chị thôi. Anh chính là người cầm đầu sao? Tôi chỉ muốn cô biết cô rất thương cổ mà thôi. Chị hai à, chị sợ em không biết nhìn người, không tìm được người đàn ông tốt. Chị nên tin tưởng em mới phải chứ. Em còn chưa gấp, chị gấp làm gì hả? Cổ gấp cho bản thân thì hơn. Lại liên quan tới anh nữa. Chứ em cô hẹn hò với ai thì liên quan gì tới cô? Anh đừng có dạy hư em của tôi đó nha. Tôi đâu có xúi cổ bỏ nhà ra đi hay là sống chung gì đâu. Anh thử coi. À phải, bây giờ là chị nhiều chuyện chứ gì. Chị hai à, em biết chị thương em, ngưỡng mộ chết đi được. Em biết thì tốt rồi. À mày mày à, pudding xoài, thêm sữa, thêm bơ, còn thêm 3 viên kem muốn ăn hay không? Ăn. Có đồ ăn là theo người ta nghe, sao chị tin em đi? Qua đi. Không được. Qua đi đi. Sếp xin tao. Chà anh Đỗ. Thật ra cô không cần khách sáo đâu. Nếu không ngại có thể gọi tôi là anh Lương. Ok, anh Lương. Thôi không được, kêu anh là anh Đỗ thì hơn. Vì tôi rất tôn trọng nhiếp ảnh gia chụp ảnh trên đất chiến tranh. Mà anh thật sự rất lợi hại đó. Vì công việc này nguy hiểm lắm. Sao anh lại chọn làm nghề này hả? Trong cuộc sống của mình, đâu đâu cũng có nguy hiểm mà. Nơi càng nguy hiểm càng dễ bị người ta bỏ quên. Cho nên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm mang những bức ảnh này gửi tới toàn thế giới. Vậy anh có từng nghĩ tới muốn bỏ cuộc không? Không. Trước đây tôi rất nhát gan. Từng có một khoảng thời gian tôi che giấu bản thân, trốn chạy khỏi hiện thực. Rất là tiêu cực đó. Mất hết ý chí làm người. Sau đó tôi tham gia vào một đoàn thể đi Afghanistan. Tới đó tôi tìm được ý chí để sinh tồn, không sợ chết nữa. Anh Đỗ Minh Lương, anh đúng là thần tượng của tôi. Thật là hân hạnh. Nice to meet you. Tiệt ngại quá. Là em trai tôi đó. Hai tôi đó. Em ấy thích chụp hình lắm. Chụp hình. Biết tin tôi phỏng vấn anh cho nên. Qua đây luôn. Làm vậy đó. Trời, xe con còn nói gì nữa. Thôi chụp hình đi chứ, nhanh lên. Không sao. Phải đó, tiệt ngại quá. Tiệt ngại quá. Nè, anh Đỗ. Anh Đỗ, anh không sao chứ? Anh Đỗ. Tiêu rồi. Nè. Nè anh Đỗ, anh có sao không? Tôi không sao. Anh đổ nhiều mồ hôi lắm đó. Cảm ơn. Giờ anh không được khỏe, tôi không sao đâu. Mình phỏng vấn tới đây thôi được không? Thật ngại quá. Không sao đâu, chúng ta chụp thêm tấm hình cuối cùng nha. Làm phiền anh. Làm phiền chụp nha. Chụp một tấm thôi. Nhanh lắm, nhanh lắm. Nhanh lắm. Hay là chỗ này. Nhanh lấy lắm cảnh chỗ này ha. Mau lắm. Ok, được rồi. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, được. Thêm tấm nữa nha. Bên này. Anh Đỗ à, nhìn vào máy ảnh đi. Anh quen bọn họ hả?
À, họ là ông chủ ở đây đó. Bài phỏng vấn chắc chắn sẽ được đăng trong mấy ngày nữa. Nếu được đăng, tôi sẽ gọi cho anh. Vậy hả? À, được, cảm ơn cô trước nha. Vậy tôi đi hướng này nha. À, được rồi, à, tạm biệt. Bye bye. Ký tên vào đây trước đi. Dạ cảm ơn. Ok, cảm ơn nhiều. Hai người có thể về. À, cảm anh ơn. Không sao cảm chứ. Cảm ơn. À, không sao. Bye bye. Bye bye. Hí, sếp sit down. Nè, yeah. Sao hả? Tao kiếm chị hai rồi. Phải đó, em bị người ta giật đồ nhưng không sao đâu. Em muốn hỏi anh, người con trai hồi nãy có được không? Được là sao? Tướng mạo của ảnh đó cũng bảnh bao lắm. Bạn trai của cô hả? Ê, không phải đâu, em có nghĩ tới nhưng mà không phải. Tối ngày ham đẹp trai không à? Trai đẹp đâu có tội. Phải rồi. Cái gì chứ? Nhưng mà người này thì không được. Tại sao? Bài ca khó hiểu. Không hiểu sao người này rất là kỳ lạ. Đôi môi thì thâm đen. Môi của anh thâm đen hết rồi, anh ta sắp gặp xui xẻo đó. Gì chứ, thì khí sắc con người cũng thường thay đổi mà. Nếu như gặp nghịch cảnh cũng sẽ qua thôi. Thuận cảnh cũng từ từ tới. Có nguy mới có cơ mà, đúng vậy không? Không chỉ môi bị thâm đen đâu, trán cũng đã thâm đen, quan tài gần kề rồi. Quan tài? Còn nữa, sister quán đồng nhân sắp được lên báo rồi đó. Mắt của anh ta có tia đỏ thấm vào trong tròng mắt. Anh ta sắp có tai kiếp rất lớn, đừng có dính vào anh ta. Gì chứ, lúc nãy anh chỉ nhìn người ta có một lần mà, sao anh thấy rõ được? Mắt của ảnh không giống với mắt người thường đâu. Cái cô không nhìn thấy, ảnh đều nhìn thấy đó. Vậy dù án của cô, anh thấy được cái gì đây? Đi tới trường rồi. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã nói cô gái này cũng rất ngoan. Nhưng mà lâu lâu hay trốn học. Hỏi mấy bạn học của cô ấy mới biết cô ấy đang quen bạn trai tên là Eddie. Tên Eddie để ở trong xã đoàn, chúng tôi đang tìm hắn. Con gái bây giờ hở chút là bỏ nhà ra đi, không biết thế gian hiểm ác là gì hết. Chị hai à, em không quấy rầy chị làm việc, em về nhà trước. Mà em về một mình có sợ hay không? Hơi sợ một chút thôi, chả lẽ không ra đường sao? Con gái ngày nay nên học lấy vài chiêu để phòng thân, để bảo vệ bản thân đó. Em cũng muốn học lắm, anh có biết chỗ nào học giỏi không? Em muốn học phải không? Ừ. Thiên Lương chị. Yes sir. Có chuyện gì vậy sếp? Ba của cổ mở võ quán quyền anh đó, cô theo cổ học khỏi sợ thua. À, vậy tôi theo cô học đánh quyền xong có được như cô mảnh mai vậy không? Vậy cô phải chăm chỉ học tập đó. À, ok. Nè, tôi đứng nãy giờ rồi đó, thang máy còn chưa xuống nữa, giở trò gì vậy? Thang máy cũ là vậy đó. Ý, tới rồi. Trời ơi! Đã chưa vậy? Cũng ok, đang gấp lắm. Tránh ra đi. Xin lỗi. Sao anh nhìn chỗ chữ thập tôi vậy? Tôi chưa thấy ai không biết phối màu sắc mà cũng mặc ra đường được. Nè, anh nói gì đó? Háo sắc thì nói đại là háo sắc đi. Tôi mà háo sắc hả? Nếu tôi mà háo sắc cô hả? Chắc cô trúng vé số luôn rồi á bà cô. Có camera không ta? Trời, không có hả? Nếu không thu lại hình ảnh phạm tội của anh rồi đủ biến thái. Biến thái? Cô tự giới thiệu với mọi người đi. Chào mọi người, tôi tên là Sao Quý Mỹ. Mọi người có thể gọi tôi là Mei. Có phải dễ thương lắm không? Hay quá ha mọi người. Không ai mắc ói hả? Lương Tịnh Cừu, sao anh tới trễ chứ? Tôi tới trễ là tại vì hộp dịch trứng muối bên cạnh cô á. Hồi nãy trong thang máy, cô dùng cái mông bự của cổ đẩy tôi vô thang máy, nên tôi mới tới trễ mà thôi. Ừ, tôi đẩy ảnh vô đó đó. Tại hồi nãy ảnh nhìn ngực của tôi. Hả? Wow, hay quá vậy. Rớt được nước mắt nữa hả? Tôi mà nhìn ngực của cô, nói cũng không có ai tin đâu. Mọi người có tin không?
tôi linh cổ cũng không tin anh đâu. Thằng dễ xong, anh tới trễ còn sỉ nhục con gái nữa, phạt anh 50 cái hết đất. Nghe người ta nói đánh quyền anh rất có hiệu quả, một tháng giảm gần 10 kg đó. Anh thấy tôi cần thiết hả? Tôi tới tập để đề cao cảnh giác. Lần trước tôi bị cướp cổ, khó nói lần sau sẽ bị cướp sắt không nữa. Cho nên thân con gái như tôi phải học vài chiêu phòng thân như vậy mới không gặp nguy hiểm. Mày trông sói mà cũng sợ sói nữa, đúng là chết rồi cũng không cần vô nhà xác ha. Cứu tôi với. Cứu tôi. Lương chỉ, hộp dịch muối đang cưỡng hiếp tôi kìa. Báo cáo huấn luyện viên, tên này nãy giờ không chịu hết đất, lo ở đó tan dốc. Tôi giúp anh ta tăng thêm trọng lượng. May may, cô làm tốt lắm. Yes. Rồi, sao hôm nay tới trễ vậy? Trong đồn có nhiều việc quá, anh xin lỗi. Không sao đâu. Không công bằng nha. Tôi tới trễ thì bị phạt, còn anh tới trễ không sao hả? Bình thường anh Roy vừa siêng năng lại nghiêm túc, còn anh chỉ biết ở đó chém gió. Kêu anh hết đất thì ở đó lười biếng. Còn đứng đó làm gì? Hết lại từ đầu. Huấn luyện viên, cứ giao ảnh cho tôi. Em chính là linh hồn của nơi đây, em có biết không? Thật ra anh thường xuyên tới đây là cũng vì muốn gặp em nhiều một chút thôi. Nhưng mà em đối với anh không nóng cũng không lạnh nữa. Thật ra trong lòng của em có anh hay không vậy? Trời ơi, nói nãy giờ cũng không vô chủ đề gì hết à. Thiết Lương Chỉ sao biết mình muốn nói gì chứ? Lương Chỉ, Lương Chỉ, tôi cũng muốn tập kéo gân nữa đó. Cô có thể qua đây giúp tôi không? Được thôi. Nè, huấn luyện viên, không cần phải làm phiền cô, để tôi giúp cô. Cảm ơn mẹ mẹ. Nằm xuống. Cô tối ngày sáp vô tôi làm gì vậy? Cô là trứng muối thôi chứ tôi đâu phải thịt nạc đâu. Anh làm ơn lanh lẹ giùm cái đi, thông cảm đi mà. Thông cái gì mà thông, cô ở đó đánh rắm hoài vậy? Anh không có một chút ống quan sát gì hết. Anh nhìn anh Roy kìa, anh thích huấn luyện viên đó. Nên tôi mới nói cô đừng có ở đó mà nhiều chuyện nữa, có biết hay không hả? Đây gọi là giúp người làm việc thiện, không có kiến thức. Cô có biết cô giúp ảnh chính là hại chết một người khác hay là không hả? Có thể nói tiếng mà con người nghe hiểu không hả? Thôi nằm xuống đi. Không nằm xuống sao mà kéo không hả? Kéo nữa. Không kéo hả? Đánh đi. Được thôi, hôm nay tôi đánh bay tế bào cứng đầu của cô cho cô biết tay. Tôi cũng nhịn anh lâu lắm rồi. Tôi cũng nhịn cô lâu lắm rồi đó. Được, vậy để tôi xuất chiêu trước vậy. Họ làm gì vậy? Sao quý vị, Lưu Tịnh Cường. Anh sao rồi, chết được chứ hả? Chuyện gì vậy? Anh tệ quá đi, bị tôi đánh ngất xỉu rồi kìa. Cô sàm sỡ tôi hả? Tôi cho anh mượn bắp đùi làm gối thôi nha. Tôi mới là bị thiệt thòi đó, còn nói tôi sàm sỡ anh nữa. Người đâu, người đâu? Về hết rồi, tôi cũng nghĩa khí lắm ở lại chờ anh. Lương Chỉ đâu? Về với anh Roy rồi. Cũng tại cô hồn dịch trứng muối này nè. Ở đó mà phá cái gì không biết, phá hoài à. Làm vậy là chết tôi luôn rồi. Ra anh cũng có ý đồ xấu với huấn luyện viên. Có gì lạ đâu, người đẹp thì có người theo đuổi thôi, chứ không lẽ theo đuổi miếng thịt à. Cô không biết cũng khó trách thôi, cô đâu có giống như người ta. Hả? Anh đừng nói anh thích tôi nha, tôi mới không thèm đó. Chứng tỏ cô không biết nhìn người. Bộ tưởng tôi là thằng chạy bàn bình thường hay sao? Thật ra tôi... Được rồi, tôi biết rồi. Ba của anh mở xưởng dài, anh là thiếu gia chứ gì, anh quay lắm chứ gì. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết thân phận của anh hết rồi. Vì anh nói hơn 10.000 lần rồi. Nhưng mà những gì anh nói chỉ là chuyện của hồi xưa. Bây giờ anh chỉ là một thằng chạy bàn mà thôi. Bộ thằng chạy bàn đắc tội với cô hả? Cô không cần ăn cơm chắc. Thằng chạy bàn cũng là người giúp đẩy mạnh nền kinh tế Hồng Kông đó. Có cần trao giải thưởng cho anh không? Vậy nói đi,
kêu thằng chạy bàn nghe quách hơn hay là kêu trưởng khoa giám chứng nghe quách hơn đây? Nói đi. Nói gì mà nói? Đi mau, đang đợi tụi mình kìa. Đi đâu vậy? Ăn lẩu đó. Anh Roy và huấn luyện viên đã đi giành chỗ rồi. À, nè nè nè, làm cái gì vậy? Bộ gấp dữ như vậy sao? Lương Chỉ à, miếng thịt gà này mịn lắm đó, cô ăn thử đi. Còn nữa nha, miếng thịt bò này cũng ngon, cũng mịn lắm nè. Được rồi, để tôi tự làm. Không nên đâu. Anh đúng là hoàn toàn quên mất ý nghĩa thật sự của việc ăn lẩu rồi. Phải tự mình bỏ đồ ăn vào, tự mình gấp ăn như vậy mới vui chứ, có đúng không? Loại không có ai thích như cô tự gấp ăn là đúng rồi. Tiếp tục ăn đi ha. Nhắc tới mới nói, hồi trước tôi cũng không thích ăn lẩu. Nó khiến tôi nhớ lại hồi còn đi du học ở Anh đó. Chà. Anh du học ở Anh sao? Sao chưa nghe nói tới? Nè, huấn luyện viên thích nghe sao? Nói tiếp đi, nói tiếp đi. À, wow. Nói tới nước Anh hả? Cha đúng là lạnh và đói triền miên á. Hồi trước á, vừa phải đi học vừa phải đi làm, bận tối mắt tối mũi luôn. Có mấy lần vừa đi làm về á, thấy đói bụng, lại không có thời gian, lại còn đuối nữa, đành lấy hết đồ ăn ra bỏ vô nồi nấu, không ngon chút nào hết. Không lẽ nghèo tới vậy hả? Cũng không phải là nghèo lắm. Tuy ba má tôi cũng là nhân viên công chức, nhưng mọi người cũng biết đó, họ rất là nghiêm khắc, chuyện gì cũng bắt phải tự lập hết. Vậy nên á, ngoài học phí ra, phí sinh hoạt phải tự mình kiếm, đúng là cực khổ lắm đó. Ba má của anh làm vậy là đúng đó, chịu cực qua mới biết quý trọng mà. Nói tới chịu cực á, tôi cũng có câu chuyện cảm động rơi nước mắt nè. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều biết tôi vốn là một hoàng tử của Dương quốc xưởng dài. Ai ngờ chỉ trong một đêm, Dương quốc bị sụp đổ, ba má tôi cũng qua đời. Tôi bị phải lưu lạc trong một xã hội đầy thú dữ và còn bị sống dọc nữa. Bị người ta coi thường, bị người ta ức hiếp. Ai nấy cũng coi tôi như con chuột lang thang, giống như một tên ăn mày vậy. Wow, ngon quá. Lương Chỉ à, tôi cũng thảm lắm mà. Sao cô không an ủi tôi vậy? Bà chém gió, những người biết anh cũng nghe qua hết 8-10 lần, không còn mới mẻ nữa. Thì đó, đừng có nhắc tới quá khứ nữa, nói tương lai đi. Phải đó, uống đi, yeah, cạn ly. Thật ra thì tôi... Thật ra nói tới tương lai á, tôi cũng có kế hoạch hết rồi ha, Lương Chỉ. Vậy hả? Nói nghe coi. Nè, theo như tài trí thông minh của tôi á, lại còn lanh lợi nữa, thì tôi đâu lý nào cam tâm là một thằng chạy bàn như ngày hôm nay chứ. Thằng chạy bàn chỉ để che mắt người đời. Thực ra tôi chủ yếu là hóng tin. Chỉ cần tôi hóng được tin lớn thôi á, cũng như mấy cái vụ mà buôn bán vũ khí gì đó, hay là buôn bán thuốc cấm á, tài sản tịch thu ít nhất cũng 1-2 tỷ. Chỉ cần tôi lấy được 10% phí hóng tin thôi, tôi sẽ có cơ hội gây dựng lại Dương quốc dày của mình, có đúng như vậy không? Anh sẽ thành công thôi. Wow, cảm ơn nhiều nha. Tối nay đi ngủ sớm chút, nằm mơ đi. Cô coi thường tôi hả? Không dám, dù tôi không coi thường, anh cũng thường mơ mà. Người ta nói gì không quan trọng, quan trọng nhất là anh phải nhớ những gì mình đã nói, cố gắng thực hiện đó. Lương Chỉ nói gì tôi không quên đâu. Được, vậy chúng ta cùng chúc ba chém gió thành công đi ha. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. À, chào anh Sinh. À nè, cứ để em, cứ để em. Anh Sinh, anh Sinh qua đây ngồi. À, cẩn thận trơn nha, vừa mới lau nhà xong á. Nhưng mà anh tinh thần minh mẫn vậy chắc không sao vô đâu. Vô duyên vô cớ ra vẻ ân cần, chắc chắn có chuyện. Anh đừng có vậy anh Sinh. Đó giờ em luôn kính trọng anh mà. Nè, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống ha. Muốn hỏng tin chứ gì. Đúng vậy, có tin tức gì mới cho em không? Con Wikiki số 11 ở trận thứ 5 và con Wikiki số 2 thì... Không phải, không phải. Em không hỏi mấy cái này. Em muốn biết tin nội bộ là dạo gần đây giang hồ có tin tức gì lớn không thôi. Chú mày muốn hóng tin này hả? Không có. Không phải chứ. Sống yên gió lặng quá vậy. Vụ lớn vụ nhỏ nhiều hết em cũng chém hết mà. Sao nặng dữ vậy? Nè, cho dù là thằng chạy bàn cũng có mục tiêu của riêng mình mà đúng không? Ba chém gió dạo này động lòng xương, muốn theo đuổi con gái hả? Thì ta là muốn trao qua với bạn gái đó. Ê, trời anh Sinh à, hôm nay anh không có thiệt hả anh Sinh? Nè, có một vụ, nhưng không biết là thật hay giả đây. Nói nghe chơi. Nghe qua lấy giấy vận chuyển thuốc chưa? Nhìn ngơ ngáo như vậy chắc chắn là chưa biết rồi. Tức là lấy thuốc cấm, nhét vào thùng giấy rồi xuất cảnh. Làm như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Phải ha. Rồi tiếp theo. Anh còn nhận được tin có tiệm tranh đang làm đó. Không chỉ lợi dụng thùng giấy, còn lợi dụng luôn mấy tác phẩm nghệ thuật khác. Có thiệt hôm đây? Không gạt mình chứ. Không biết vẽ cái gì nữa. Cái tấm này còn tệ hơn là treo ở nhà dọa ma thì có. Nghệ thuật gì chứ. Anh ơi, muốn xem tranh gì ạ? À? Tôi thì muốn tìm một bức để trang trí trong quán ăn.
tốt nhất là bức tranh lớn một chút. Tại vì quán ăn của tôi cũng không có lớn gì mấy, cỡ ngàn mấy mét vuông à. Không biết cô có không vậy? Hay là tấm bên kia thì sao? Ê nè, tấm này được đó. Kích cỡ hay mấy cái khác đều hoàn hảo. Đẹp nhất là hai trái táo này nè. Để ở quán tôi chắc người ta ăn ngon miệng hơn rất là nhiều. À, bức tranh này tới từ... Hà Lan. À đúng rồi, Hà Lan. À, tôi còn nhớ tên của tác giả chính là... Tên YL. Ừ, phải rồi. Mà tôi nhớ hình như cái tên gì dài lắm thì phải ha. Bữa tối của tử tù. À đúng rồi, đúng rồi, cái tên đó đó. Thật ra thông tin ở đây hết rồi. Ba chém gió, lâu rồi không gặp. Tài chém gió không bị lục nha. Chà, coi kìa, ăn mặc bảnh bao chưa? Sao đây Derek, anh cũng ở đây làm công hả? Tiệm này do tôi và ba người bạn mở ra đó. Đừng chém gió nữa mà. Hồi xưa khi hai tụi mình còn làm mấy chuyện kia, tôi kêu anh vẽ hình lên cửa sắt nhà người ta, anh còn không biết nữa. Giờ anh làm ông chủ tiệm tranh hả? Đừng hù tôi nha, vẫn chơi hoài. Tôi còn nhớ rất rõ, hồi tôi 13 tuổi, anh lừa tôi, bắt tôi phải gọi anh là đại ca nữa kìa. Lừa cái gì mà lừa? Tôi có dẫn dắt anh chiếu cố cho anh mà quên rồi hả? Tôi biết mà, mấy chuyện này tôi không quên đâu. Mà tôi còn nhớ anh hay nói với tôi rằng chém gió uống trà, anh chưa ngán qua. Đánh lộn chém giết thì đừng kiếm tôi. Cái thằng khỉ này vẫn còn nhớ hả? Anh thích bức tranh này hả? Tôi tặng cho anh. Thôi không cần, nếu anh có lòng thì mời tôi ăn bữa cơm là được rồi. Không thành vấn đề, đi liền đi. Ờ được đó, mà tính dẫn tôi đi đâu ăn vậy hả? Gần đây có nhiều quán ngon lắm đó. Có thiệt không đây? Ê Aaron, vậy rồi hả? Đi đâu vậy? Gặp lại bạn cũ đi ăn với ảnh thôi. À tối nay đó, nhớ là phải chở hai bức tranh về đây đó. À tôi biết rồi, lần này đừng có trễ nữa nha. Biết rồi. Biết thì tốt. Wow nè, nhà hàng này cũng mắc lắm nha. Một bữa trưa thôi, có chút xíu mì ý, không có tận canh, mà cũng tốn tới cỡ này mới ăn được hả? Chết người luôn á. Chuyện nhỏ thôi mà, tới mấy nhà hàng cao cấp này, có ai lo ăn chứ, chủ yếu là hưởng thụ thôi. Cũng phải ha, vậy mới đúng là dân giàu chứ. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Bữa nay, tôi mời, để tôi gọi món nha. À, được thôi. À, làm ơn. Hai chén cháo trắng, hai cái bánh chiên, một chai nước suối. À, dạ, để tôi đặt món cho anh. Nè, anh muốn ăn cháo trắng hay bánh chiên qua tiệm kế bên là có rồi, có cần vô đây ăn không vậy? Đâu có giống chứ, tiệm kế bên có khẩu vị của tiệm kế bên. Tới nhà hàng cao cấp, dĩ nhiên phải chọn món mà họ không có, bắt họ chạy xuống mua về, như vậy thì mới quay. Anh không biết gì hết à? Vậy hả? Lợi hại. Ba chém gió, anh cũng vậy thôi, kiếm được tiền phải biết xài chứ. Thì phải rồi. Nè đại ca, chắc không phải anh đang dạy tôi cách xài tiền đó chứ. À xin lỗi, quên mất nữa. Anh cũng biết rồi đó, giờ tôi làm sếp hay sai tụi nhỏ làm việc, quên mất anh mới là đại ca của tôi. Đại ca cái gì chứ đại ca. Nè, hồi trước khi vào trại cải tạo thanh niên á, tôi từng nói với anh rồi, kêu anh đừng ăn ở không nữa, làm người đàng hoàng lại mà. Hay, tôi có nghe lời của anh mà. Tôi là bây giờ không phải làm ăn lớn gì, nhưng mà anh coi tôi nè, cũng khấm khá lắm chứ bộ. Nè, con người của tôi là vậy đó. Anh một ngày làm đại ca, cả đời cũng làm đại ca. Có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ giúp cho anh. Được rồi. Ở mấy chỗ cao cấp này đừng có mở miệng kêu đại ca hoài. Bây giờ anh có máu mặt rồi, phải học cách làm đại ca của người ta mới được chứ. Hey, anh coi tôi đi, làm sao làm đại ca người ta được chứ. Giờ được cái tiếng làm ông chủ cũng hài lòng lắm rồi. Đừng nói chuyện đó nữa, cạn ly đi. Nè, đồ ăn tới kìa. Hey, đúng là ngon tuyệt. Chà, ăn cua hả? Ủa phần em đâu? Lúc đầu cũng tính chừa cho em đó, nhưng mà... Tại vì ngon quá ăn hết rồi. Có lộn không vậy? Có nghĩa khí không vậy? Ăn cua thôi mà, có cần phải nói tới nghĩa khí nghiêm trọng như vậy không? Hey. Anh em trước kia của mình thì phát tài, còn mình thì phát gớm. Anh em bây giờ ăn thịt cua, còn mình thì ngồi đánh dài. Ăn cả đống thịt cua, coi chừng dị ứng da cho chết luôn bây giờ. Có cần độc miệng dữ vậy không? Giận hả? Phải ha. Lần nào nổi giận cũng thích đánh giày mà ha. Phòng này của em mà, em thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm được không? Em có trả tiền nhà hả? Sao anh không nhận được tiền vậy? Ăn nhờ ở đậu, còn dám lớn tiếng nói chuyện hả? Vào nhà bếp rửa hết chén dĩa đi. Mau lên đi. Rửa thì rửa. Cua kìa. Chơi chút thôi mà cậu ngốc. Mấy anh cố tình chừa cho em hả? Còn là con to nhất, nhiều thịt nhất, mà nhớ phải cẩn thận, ăn nhiều coi chừng bị dị ứng đó biết chưa. Em tưởng hai anh bỏ quên em rồi chứ.
Bộ tụi anh không có nghĩa khí như vậy sao? Nè, đừng có nói em vì con cua mà khóc đó nha. Nếu anh cứu em không lẽ phải lấy thân báo đáp hay sao? Nhưng mà yên tâm, anh không cứu em đâu. Không phải. Tại lúc nãy em gặp thằng bạn hồi đó của em, bây giờ nó làm ăn phất lắm rồi, ăn mặc bảnh bao nữa. Còn em chỉ là thằng chạy bàn thôi. Về tới nhà còn bị mấy anh sai như người ở nữa. Em cảm thấy mình còn nhỏ hơn con kiến nữa. Còn là kiến ông tầng lớp thấp nhất nữa đó. Thì ra hai anh không có quên mất em, còn đối xử rất tốt với em nữa. Thôi được rồi, được rồi, đủ rồi, đủ rồi, đừng có khóc nữa. Cảm động xong rồi, ăn cua đi, vô lại đi. Hả? Ăn đi. Nè, nè. Chà. Nè, đừng có rót nhiều rượu quá, tôi còn phải làm việc nữa. Tôi ngồi chút lại đi ngay. Lâu rồi không gặp, bộ quên mất anh em rồi hả? Nè, người ta là nhiếp ảnh gia chiến trận đó, ngày nào cũng phải ra chiến trường, sứ mệnh lớn lắm đó nha. Phải ha, gần đây tụi này đọc tạp chí phát hiện anh, chính là anh đó, thành danh rồi nha, đáng ăn mừng lắm, có phải không? Nè, anh coi, chai này là hàng tốt đó nha, Levis năm 97, uống ly nghe chịu không? Nè, uống đi. Đi. Cạn. Cạn. Nè, anh có nhớ tấm hình này không? Cũng lâu rồi mà. Còn nhớ là ngày xưa tụi mình hay đánh nhau với bọn con trai ở trường kế bên hay không vậy? Đánh xong còn tới tiệm tạp hóa ăn cắp đồ uống nữa. Phải nhớ chứ. Lúc đó anh còn thầm thương con nhỏ qua khôi ở trường kế bên nữa mà. Còn nhớ hồi đó tụi tôi còn giúp anh cưa nó không? Đừng có nói nữa. Hey, nè, chuyện cũ rích rồi, còn nhắc lại làm gì? Hay là tụi mình à, nói chuyện công việc đi. Chuyện công việc? Thì chuyện công việc. Bạn của cô báo tin nói cổ và nhóm bạn tới đây hát karaoke. Cứu tôi với. Nè 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 nè, cẩn thận một chút chứ cô gái. Sao có người đầy máu vậy? Bị thương ở đâu vậy? Cô Sát sống cắn người kìa. Sao? Sát sống à? Ở đâu? Mà tàn nhẫn quá vậy. Chỉ có một khả năng.从来调查无用证明，靠技巧触感更靠命，无从提防唯独爱情，屏风一般遮掩眼睛。没影最惊的是你令我着迷，就似猛药一剂令我。面对越大问题，越有我发挥。最烦就是最烦。